Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Suzuki Ortega thế hệ mới sắp được ra mắt tại Việt Nam. Thế hệ hoàn toàn mới của dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Suzuki Ortega sẽ chính thức được ra mắt vào cuối tuần này với giá bán dự kiến lần lượt cho hai phiên bản từ 499 đến 549 triệu đồng. Sự xuất hiện của Ortega mới sẽ giúp phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam thêm sôi động hơn. Suzuki Ortega thế hệ mới sắp bán ra tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Tại thị trường Việt, Suzuki Ortiga sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Avanza và Mitsubishi Spander. Về mẫu xe Toyota Avanza có giá bán 537 đến 593 triệu đồng và Mitsubishi Spander 550 đến 620 triệu đồng. Nhìn chung, giá bán khởi điểm từ 499 triệu đồng của Ortiga mới dễ tiếp cận hơn hai đối thủ đồng hương. Đây là thế mạnh cạnh tranh của Suzuki Ortiga hướng đến đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc phục vụ gia đình. Nội thất Ortega mới mang thiết kế đơn giản đề cao sự thực dụng, trang bị tiện nghi giải trí vừa đủ, nếu không muốn nói rằng nó không có gì nổi bật so với các đối thủ trong phân khúc. Ghế ngồi Ortega bọc nỉ trang bị vô lăng ba chấu mới, có thiết kế giống vô lăng Swift thế hệ mới, đồng hồ hỗ trợ lái dạng analog, đề nổ Start Stop, màn hình giải trí 7 inch, điều hòa hai vùng độc lập và cửa có gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Suzuki Ortiga thế hệ mới sẽ khởi động phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam sau khi được bán ra. Tương tự người anh em Celerio, Ortiga là dòng xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc. Mà nó đang đứng nhưng giá bán không phải là một yếu tố quyết định đến doanh số bán ra của dòng Ortiga trong thời gian tới. Động cơ được trang bị trên mẫu xe MPV gia đình Ortiga thế hệ mới, sử dụng hai phiên bản hộp số Số tự động 4 cấp 4AT và sàn 5 cấp 5MT hướng đến khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại là 138 Nm, có được từ 4.400 vòng 1 phút. Động cơ này thay thế cho động cơ 1,4 lít ở thế hệ cũ trước với sức mạnh khiêm tốn chỉ 98 mã lực. Tương tự, Spander Ortega cũng sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trang bị an toàn cơ bản như phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hai túi khí và cảm biến lùi. Thế hệ mới của Ortega hứa hẹn sẽ giúp thương hiệu xe Suzuki cải thiện doanh số so với đời trước vốn rất eo uột trong phân khúc. Mặc dù nó được phân phối tại Việt Nam trước tất cả các đối thủ như Toyota Avanza hay Mitsubishi Spander. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.